có bàn thắng dành cho các cầu thủ Saco. Người đã đệm bóng ở cự ly cận thành đó là Hữu Thiện. Một tình huống mà rõ ràng là cơ hội 50-50. Đoàn Văn Định. Pha đi bóng của Thịnh Phát, cơ hội. Tỷ số là 2-0. 2-0 nghiêng về Sahako. Và người ghi bàn đó là Lâm Nguyễn Thịnh Phát. Chúng ta cùng xem lại tình huống cướp bóng và sau đó là pha tăng tốc của Thịnh Phát. Đường chuyền rất hay. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Một pha phối hợp ghi bàn rất đẹp mắt của cao thủ Sài Gòn FC. Đường chuyền của Tấn Đạt và người ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại. Đường chuyền của Tấn Đạt. Nguy hiểm. Một sai lầm của cầu thủ Sài Gòn FC. Và Lý Đăng Hưng rất bình tĩnh. Lý Đăng Hưng có đủ.